Chơi cả chung vô sư băng siêu
tỳ thủy diêu cung pháp thân cần bậc nhiệm căn phan ta từ kỳ viên trừ nội ngôi đáng địch đàn càng sai khô mộc sở vì đạo nội ngoài chúng gian vô chưa quế thân phàm u hiền tông thân thường thánh đã tình nhật sai nhị sai thương ma ra giá bồ đề tạng đa bà giá ma tạng đa bà ra và về số đáng đa ra tòa nam mô tăng kiến lần đại mong ma ri giá bà lô kiến đề Nam mô Tam Quý Mạng Tâm
hùng kính nhất tâm phùng thịnh thập thân thành Châu Vĩ.
độc tài án tiền, vì kim ngân phụ lưu thiêu tâm ban nhớ ba la mật đa rồi chiều kia ngủ hồn gia không đồ nhận thế cô anh xá lại từ sắc bất kỳ không không ai vô minh dị vô minh tận đại chỉ vô la đắc cô bồ đề tâm ban nhớ ba la mật đa cô tâm vô vãi ngài vô vãi ngài cô vô yêu cùng vô nguyện ly điện đạo mộng tự kiều kinh niết bàn tam thế chư là bậc đa thì đa thần chú thì đa minh chú thì vô thương chú thì vô đằng đằng chú năng chờ chẳng chế khổ chẳng thời bằng hư cố thiết bát nhà ba la mật đa văn kiêu sáng tướng hào quảng minh vô đằng lòng mạnh hào yên kiên ngũ tu di đại hài quan chúng á hoàng vô số ân á bồ tát chúng diệu vô biên tử thần bạn nguyện độ chúng sinh kêu âm hào linh đăng bì ngã nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ còn nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ tại bi a di đà còn nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nhất định chúng ta vào mặc dù cô đã được các con, các cháu, anh em đồng ngoài
và tập thể y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa sau do căn bệnh của người già tuổi cao sức yếu cũng đã dừng ở tuổi 103 và bước xuống ra đời. Nhường lại ghế cho quê hương, gửi lại anh em nội ngoại cùng bà con thân bằng với phố và đoàn nhạc hiếu Ngọc Khải chúng con một lời chào vĩnh biệt. Nhận được tin đau thương này, đoàn nhạc hiếu chúng con trở về đây trước hết xin chia sẻ mất mát đau thương cùng gia đình tang quyến, sau đó chúng con mang tiếng trống tiếng kèn để trợ hữu cho vong linh hồn phụ có tuần nhang ghi dầu về ám vị. Kính thưa thưa vong linh hồn của bà đại lão Phạm Thị Kỳ, khi đoàn nhạc hiếu chúng con cất lên tiếng trống tiếng kèn đàn nhạc thì đất trời đau xót không nguôi, từ hàng xóm những người thân trong dạ bùi mùi, còn con cháu của cụ thì bùi mùi thương xót. Cụ Kỳ ơi, lát nữa đây áo trắng khăn xô vây quanh sau trước làm chiếu bùi mùi thương xót lòng đau, muốn quán trách cao xanh sau các việc cơ cầu cũng trong khói phù sinh sao có thế. Phải chăng cuộc đời cụ thường có thế hay sao, khi sống ở trên đời thì tình anh em con cháu chưa được thỏa mỗi ước ao, vậy mà giờ đây cũng đã hóa thành người thiên cổ. Chính vì vậy trong giờ phút đau thương vĩnh biệt cuối cùng này, chúng con không biết nói gì hơn, con xin thay mặt các toàn thể anh em nhà công trung đoàn nhạc hiếu xin kính cẩn nghiêng mình gửi hương hộ cụ và gia quyến tăng gia lời phân lưu và sự cảm thông sâu sắc nhất. Thật là mẹ dành hết đối đắng cay cho con vị ngọt những ngày cố thơ, mẹ dành hết đỉnh mây mờ cho con đường rộng bây giờ con đi. Vậy mà giờ phút này đây, đất lành sụt tít bàn chân, nâng vành khăn trắng ngàn lần đớn đau, con không khóc nổi thành câu, mẹ đi để lại nỗi sầu chứa chan. Vâng, trong giờ phút đau thương vĩnh biệt cuối cùng này, cho các đoàn nhạc hiếu chúng tôi bước vào phần lễ thành phục pháp lão tang để cho các con các cháu anh em nội ngoại của cụ chịu tang cụ. Từ giờ phút này xin phép được bắt đầu. Toàn gia tiểu vị hương đăng hàng tiền tơ lập cổ ai chi toàn gia dây quỷ cả người ta quỷ cũng đại thanh di đà phật, đại thanh di đà phật, quy khứ này hệ quy khứ này thân bằng tịnh độ cầu niết khai thể tùy tướng di đà phật đồng niệm di đà quy khứ này phần hương đồng gia hiếu chủ dân hương vong linh quốc cung nhị bay nhập
toàn bằng sư giả tôn. Di kim cư vị Việt Nam quốc Nam Định tỉnh Nam Định hạng thành Mỹ gia phường Nguyễn Khuyên Phố gia số 1 là 158 vụ gia cư xứ. Cô ai tử kim thần hiếu chủ trưởng Nam Vũ Lai ba cư Nam Vũ Lai đăng hạng lôi kinh vị ôn tử Ngô thị hạ nhạc cao thị hạ thằng kim về nữ tử vũ thị hạ lưu vũ thị hạ đăng kim về tế tử trần văn đăng hạng triều địch nhà đi tôn vũ ngọc hạ tân nội tôn vũ lai hiện vũ hạ vũ thị hạ hiện ngoài tôn trần tuấn cường là trần mạnh nhà thắng trần thị vân anh nga hôn tôn trần thị kim tuyến vũ thị hạ hương nga hợp đồng nam nữ tự tôn tư mộ cơ đẳng thành tâm thiết đế nhân đăng phù tử phủ lưu thánh trước khi ngân châu nước hương đăng quả phẩm tặng vật chi lễ nhập niệm phó tang bạch trình sư gia vật phục tiêu dẫn mong linh hồn hạ cố mô phạm thị huy nước kỳ hạ nguyên mạnh nhà xin như canh thân niên bội nhà thái kỳ sinh thọ hưởng bách linh tư tuế đại hàm lâm trung tà tế từ trần vô quý máu niên xuân thiên nhị nguyện nhị thập mà nhất nhật dân thời mạnh nhà trung ơi thành hoàng quan công lời lời sư già đông tây bắc mệnh thần quan thái a tuê hú ba hồn chim vía ba hồn cổ vong phàm thì tỷ nguyên bảy như canh thân niên ngồi thời tùy sinh thọ hưởng bách linh tư tuê quan tài cái trung thân thiên hồn mang nghe mà xuống gian cứ địa hồn theo về nhập mà quan phú ba hồn chín vía tam hồn cửu phách nhất cửu phong phàm thị tỷ đông tây bắc quan tài cái trung thăng tư thiên hồn mang nghe mà xuống giang địa hồn theo về nhập mà quan chấm tung đồng gia hiếu chủ dân tử vong linh quốc công dị vai hưng bắc chiến thank you.
tình trạng vị trí lúc ban đầu để cùng đoàn cứu chúng tôi tiếp tục quẩy thành phục. Xin trân trọng kính mời. Toàn gia tử vì hương đang âm hạng tiền sơ lập mong cổ
sau đây mọi người chúng ta đứng bên tại chỗ và mỗi người xuống một đến nhà để đi phòng nghiên cứu. Nhìn này người mẹ, người bà, người cụ, người chị em cũng bất kính yêu của toàn thể gia quyến thân. Sau đây anh em đoàn hữu tôi vài lời thay các con, các cháu. Mẹ ơi, nhìn đến tấm ảnh mẹ ngồi, ruột có đau như các mắt tràn lệ rơi. Mẹ ơi, người đời báo bằng kim, mất mẹ hôm nay chúng có biết vá tim bằng gì. Mất mẹ chúng có biết nói điều chi, ngẩn ngơ tìm mẹ chúng có biết đi đường nào. Ruột có đau xót như vào, mất mẹ chúng có biết sống thế nào. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ hoa cỏ mùa xuân, có những chim nhỏ hót mừng ca vang. Mẹ là bóng mát giữa trời, cho con điểm tựa suốt đường đời của con. Mồ hôi mẹ đầm đầm từng giọt, con những giọt mồ hôi đứng dậy làm người. Mẹ đi rồi đi mãi xa, chúng mất thương mẹ bật khóc quà. Căn nhà từ nay mẹ vắng bóng, những khi xung vầy nhớ lắm mẹ ơi. Tưởng mẹ thích trường thọ mãi mãi cùng cháu con, ngờ đâu mẹ đã quy tiên mất rồi. Ơn dưỡng dục làm sao báo đáp, nghĩa sinh thành chúng con biết làm sao đây. Đúng là đi khắp thế gian mới thương chúng con bằng cha bằng mẹ, gánh là cuộc đời không ai khổ bằng cha. Hôm nay mẹ mất không còn, chúng con đi vòng quanh linh cữu mà mắt tràn lệ rơi. Cháu anh em ở ngoài cùng chỉ ta cùng đến đây xin phép hoàn tất.
Vâng, và vào giờ này thưa thầy, muốn sửa soạn mâm cơm lạc đạn xúc thực với cơm lệ thường thương vong linh hồn của bà đại lão Phạm Thị Kỳ buổi trưa ngày hôm nay. Hương bay
trời hạ đến chúa hạng rồi chúng con cùng các châu quỷ trước sàng kính mời mẹ dạy để mà sới cơm. Ôi ơi mẹ ơi cúi đầu chúng con xin khắp tuần hương ở dưới suối vàng mẹ thấu tình cho con tiếng mẹ đã về trời để lại thương nhớ ở nơi dương hạng trần thương đau này cho con xa gần đủ cả về biết người bao nỗi xót hạng thương ôi ơi mẹ ơi chúng con những ước mong mẹ thêm tuổi thọ để chúng con chăm sóc sớm hạng chiều ước mong cũng chẳng được tròn giờ mẹ bỏ cháu con đi hả rồi mẹ ơi ôi ơi mẹ ơi bát cơm thì chẳng như bông với lúa chạc dòng nào với mẹ đâu để thương để nhớ để sầu vắng người mà vắng tiếng biết đâu chúng con tìm mà được mẹ ơi mẹ ơi bằng chi dù nhỏ hay to gừng cay muối mặn đói lo lẽ thường đồng gia hiếu chủ phụ phục phong linh cúc cung nhị bái bình thân phục bình để chúc từ cuối cùng đại thần như phong linh của cụ bà này đạo pháp thì kỳ buổi trưa ngày hôm nay đến đây cũng xin phép hoàn tất.